Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay từ đây là phần nội dung chi tiết. Theo dự kiến ngày 1 tháng 3, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bà Đặng Thị Hằng Ni, 46 tuổi, luật sư nhà báo và ông Trần Văn Sĩ, 66 tuổi, luật sư về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Phiên xét xử sẽ diễn ra trong một ngày do thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa. Thư ký phiên tòa là bà Đặng Thị Mỹ Phượng. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại tòa là các ông Nguyễn Quang Duyệt, Trần Quang Trung, Trương Thế Bằng. Bốn luật sư sẽ bào chữa cho bị cáo Đặng Thị Hằng Ni, sáu luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Văn Sĩ. Bà Nguyễn Phương Hằng, giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, cùng chồng là ông Huỳnh Uy Dũng được triệu tập đến tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, trước phiên xử diễn ra, bà Hằng đã có đơn xin vắng mặt. Hiện tại bà Hằng đang thi hành án 3 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân tại trại giam An Phước, tỉnh Bình Dương. Theo truy tố, bà Đặng Thị Hằng Ni đã sử dụng tài khoản YouTube, Facebook cùng tên nhà báo Hằng Ni đăng tải một số nội dung liên quan đến vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng. Cơ quan điều tra giám định nội dung clip có tiêu đề bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không đăng tải ngày 3 tháng 9 năm 2021 và xác định bà Hằng Ni có bốn phát ngôn liên quan đến thông tin bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng. Về lý do đề cập đến vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, công ty Đài Nam cũng như quỹ Hằng Hữu, bà Hằng Ni nói rằng trước đó bà Hằng có nhiều buổi live stream xúc phạm danh dự nhân phẩm của bà. Về những phát ngôn trong các clip bà Hằng Ni khai lấy từ các báo chính thống đã đăng tải, không có xác minh tính đúng sai cũng như không cần có sự chấp thuận của cơ quan báo chí. Đối với luật sư Trần Văn Sĩ, cơ quan điều tra xác định ông Sĩ đã sử dụng kênh YouTube luật sư trần văn sĩ đăng tải những clip thông tin sai sự thật xúc phạm danh dự uy tín nhân phẩm của vợ chồng bà nguyễn phương hằng xâm phạm đến lợi ích của công ty cổ phần đại nam ông sĩ đã thừa nhận những thông tin ông dùng để phát ngôn trong các buổi ghi hình là lấy từ các buổi ghi hình của bà nguyễn phương hằng trước đó lấy thông tin từ các bài báo của các cơ quan báo chí chính thống và căn cứ vào các văn bản pháp luật để phân tích với những phát ngôn về ông huỳnh uy dũng công ty cổ phần đại nam Ông Sĩ khai rằng do ông Dũng xuất hiện trong một số clip live stream ủng hộ quan điểm của bà Hằng. Ngoài ra, bà Hằng liên tục yêu cầu giới nghệ sĩ sao kê hoạt động từ thiện, nên ông phát ngôn đáp trả về quỹ Hằng Hữu, cũng như nói về cá nhân ông Dũng. Ông Trần Văn Sĩ cũng khai không có thù hằng mâu thuẫn gì với vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng. Về phần dân sự, bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Y Dũng cùng đại diện theo ủy quyền của công ty cổ phần Đại Nam, quỹ từ thiện Hằng Hữu, không có yêu cầu bồi thường. Đoàn kiểm tra gồm 21 thành viên thuộc Bộ Tài chính từng phát hiện một số dấu hiệu bất thường trong việc góp vốn và sử dụng vốn tại công ty Faros của Trịnh Văn Quyết, nhưng lại không có khả năng điều tra về khả năng góp vốn. Tại công ty Faros, cơ quan điều tra Bộ Công an cáo buộc Trịnh Văn Quyết và đồng phạm phù phép nâng khống vốn của doanh nghiệp này từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Sau đó, bị can đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của công ty cổ phần xây dựng Faros trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để bán, chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Trịnh Văn Quyết do vậy bị cáo buộc phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một trong những nội dung được Biện Kiểm sát Nhân dân tối cao yêu cầu làm rõ là xem xét xử lý trách nhiệm của các cá nhân là thành viên các đoàn kiểm tra với hoạt động của công ty Faros trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Host. Phía điều tra xác định năm 2017, Bộ Tài chính có quyết định kiểm tra tại công ty Faros và việc giao dịch cổ phiếu Faros mã ROS tại 7 công ty chứng khoán kiểm tra việc kinh doanh và tăng vốn, sử dụng vốn cho hoạt động kinh doanh. Cùng năm, đoàn kiểm tra gồm 21 thành viên thuộc Bộ Tài chính tiến hành kiểm tra tại công ty Faros, công ty chứng khoán BOS và 6 công ty là chứng khoán Bảo Việt, chứng khoán Phương Nam, chứng khoán Sài Gòn, Hà Nội, chứng khoán Ngân hàng BIDV, Chứng khoán Đại Nam, chứng khoán Alpha. Đoàn kiểm tra đã phát hiện một số dấu hiệu bất thường trong việc góp vốn và sử dụng vốn góp tại công ty Faros, đồng thời thu thập được các chứng từ kế toán thể hiện số vốn góp được chuyển vào tài khoản Faros được sử dụng chủ yếu vào các hoạt động đầu tư tài chính. Mặc dù phát hiện bất thường nhưng theo thẩm quyền, đoàn kiểm tra của Bộ Tài chính không có khả năng điều tra xác minh để kiểm tra về khả năng góp vốn và đủ vốn theo cam kết kết luận điều tra bổ sung nêu. Đoàn kiểm tra sau đó tham vấn Ngân hàng Nhà nước Bộ Kế hoạch Đầu tư cho kết quả không đủ căn cứ xử lý với các vi phạm của công ty Faros nên chỉ tham mưu Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành liên quan ra soát theo quy định pháp luật. Trước khi ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật trong giao dịch chứng khoán đối với nhóm cổ phiếu FLC. Cụ thể, vào đầu năm 2017, đoàn kiểm tra đã kiểm tra trực tiếp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, kiểm tra việc thực hiện các quy định về niêm yết chứng khoán, trong đó có hồ sơ chấp thuận niêm yết mã chứng khoán ROS của công ty Faros. Theo quy định của pháp luật, thẩm quyền chấp thuận hồ sơ niêm yết là của Sở Giao dịch Chứng khoán. Đoàn kiểm tra không có thẩm quyền thẩm định lại hồ sơ chấp thuận niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Phương pháp kiểm tra chỉ là đối chiếu các tài liệu có trong hồ sơ so với danh mục các tài liệu theo quy định để xác định xem có đầy đủ, hợp lệ hay không. Do vậy, đoàn kiểm tra đã không thể phát hiện ra sai phạm trong việc thẩm định hồ sơ niêm yết của Sở giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình điều tra, cảnh sát không phát hiện vi phạm trong hoạt động thanh kiểm tra của đoàn kiểm tra Bộ Tài chính nên không xem xét trách nhiệm với 21 thành viên. Bà Trương Mỹ Lan khẳng định với luật sư, với điều kiện kinh tế, với uy tín và khả năng của bản thân, nếu tòa án phán quyết bị cáo phải chịu trách nhiệm đối với hậu quả nào, bà Lan đều sẽ giải quyết được đầy đủ trọn vẹn. Từng được mệnh danh là người phụ nữ giàu nhất Việt Nam nay phải đối diện với ba tội danh, trong đó có tội tham ô tài sản với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Bà Trương Mỹ Lan được dư luận quan tâm và chú ý hơn cả. Về sức khỏe của bà Trương Mỹ Lan, luật sư Giang Hồng Thanh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, một trong năm luật sư bảo chữa cho hay Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát được các cơ sở giam giữ như trại tạm giam công an tỉnh Vĩnh Phúc, trại tạm giam công an tỉnh Hải Dương và hiện nay là một trại tạm giam tại thành phố Hồ Chí Minh quan tâm chăm sóc nên sức khỏe rất tốt. Mặc dù vẫn còn một số vấn đề chưa đồng nhất với quan điểm buộc tội của cơ quan tố tụng, nhưng bà Trương Mỹ Lan bày tỏ việc tự nguyện mang tất cả tài sản hợp pháp của mình cũng như vận động gia đình, kêu gọi bạn bè giúp đỡ để đảm bảo giải quyết triệt để các vấn đề về tài chính, kinh tế liên quan đến hậu quả của vụ án trong trường hợp tòa án phán quyết bà Lan có tội và có trách nhiệm bồi thường khắc phục. Bà Trương Mỹ Lan chia sẻ với luật sư, không phải bây giờ và trong tình cảnh hiện nay bà mới có đề xuất này. Trên thực tế, từ khi nhà nước có chủ trương hợp nhất ba ngân hàng yếu kém thành ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn vào năm 2011, theo lời vận động của ngân hàng nhà nước khi đó, bà Lan đã dùng nhiều tài sản có giá trị hàng chục ngàn tỷ đồng của bản thân và gia đình đưa vào ngân hàng bảo lãnh cho nhiều khoản nợ không phải của mình để làm phương án cơ cấu các khoản cấp tín dụng yếu kém trước đó, tránh cho ba ngân hàng không bị đổ vỡ, ảnh hưởng đến hệ thống có tổ chức tín dụng gia đình bà Lan cũng cung cấp danh sách hơn 10 tài sản có giá trị rất lớn và không liên quan đến vụ án tới các cơ quan tố tụng để xin phương án xử lý. Sắp đến ngày xét xử, bà Trương Mỹ Lan mong muốn các cơ quan tố tụng xem xét một cách kỹ lưỡng, thấu đáo mọi vấn đề để ban hành quyết định thấu tình đặc lý cho bà và những người khác trong cùng vụ án. Trước đó, trong quá trình điều tra truy tố, bà Trương Mỹ Lan và 80 người khác, trừ 5 bị cáo đang bị truy nã, bị tạm giam ở nhiều cơ quan tạm giữ, tạm giam của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và nhiều đơn vị công an ở phía Bắc. Đến nay, công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất công tác di lý các bị cáo đến thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho phiên tòa diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 3. Như đã thông tin, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã lên lịch xét xử vụ án trên từ ngày mùng 5 tháng 3 và dự kiến kéo dài đến ngày 29 tháng 4. Bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ án bị truy tố về các tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bà Lan bị xác định có vai trò chính gây thiệt hại cũng như chiếm đoạt hàng trăm ngàn tỷ đồng của ngân hàng SCB.